Vâng, em xin kính chào toàn thể anh em. Hôm nay em xin giới thiệu đến toàn thể anh em một chiếc đầu Marang NA7004, một chiếc DAC giải mã độc lập 32 bit. Con này máy về full thùng nhá, đầy đủ phụ kiện. Máy và thùng là trùng series. Đấy. Đây, thùng với nắp nưng của nó đây. Còn đây em sẽ quay đột gan cho các bác xem luôn. Máy móc rất đẹp nhá. Đây em sẽ quay góc cạnh cho các bác xem. Máy rất đẹp. Còn bác nào có nhu cầu cần ảnh chi tiết thì em sẽ gửi qua tin nhắn Zalo và tin nhắn Facebook này. Đấy. Đây là các cổng kết nối đằng sau này. Con này điện 100V, 30W, 50/60Hz này. Đây, tôi quay sát cho các bác xem. Đấy, sản xuất 2010. Số series của nó là đuôi là 40073. Đây, sẽ quay cho. Đấy. 10394 40073. Đấy. Còn bác nào cần ảnh chi tiết đột gan thì em sẽ gửi qua tin nhắn Facebook và Zalo. Em đang kết nối là đường USB máy tính, đường quang và đường cục bờ Bluetooth. Con này là cục bờ Bluetooth đi theo đầu, kia là đường Avera. Có cái hay của một chiếc đầu DAC. Còn đằng trước em đang cắm là USB. Còn trên mặt quắc các bác đang nhìn là đang giải mã từ đường laptop. Đây. Đấy, quá nhìn này. LA7004 đấy. Bây giờ sẽ cho to nhìn lên. Bây giờ sẽ mở ra. Em sẽ kết nối đọc USB, đọc ổ cứng nhá. Con này đọc được ổ 500GB này. Đây. Rút ra cắm lại này. Con nóng cái gì không biết. Đấy, đợi nó loát. Đã nhận này. Con này trên khiển nó tách được folder các bác nhá. Nên các bác yên tâm. Đấy. Về trường theo em đến trường, mưa ướt bờ mi cũng một con đường. Hôm nay anh trở lại xuống sao gót giày, em tìm ở nơi đâu. Cũng một dòng sông 20 năm về trường, em đôi chân nhỏ run run. Cũng một chiều mưa em nghiêng nghiêng vành nón, mưa ướt vai đêm anh lạnh muốn con tim. Còn đâu con đường về nhà em, còn đâu
sóng kia lững lờ. Còn ai thương chiều mưa đổ, thương em còn ngây thơ. Cũng một ngôi trường 20 năm về trước, em chiếc áo dài tóc xóa bờ vai. Cũng một hiên nhà hôm nay anh trở lại, em xót xa đời áo vá buồn lẻn. Rồi bây giờ em hướng dẫn các bác cách kết nối Bluetooth nhé. Đây, đây là cục Bluetooth này. Các bác ấn giữ cái nút này cho nó thành 10 giây nháy xanh đỏ để các thiết bị nhận này. Này, riêng mật khẩu của Bluetooth để kết nối với các thiết bị của iPhone là 400 nhé. Em sẽ mở nhạc từ YouTube này. Chắc do mạng nó kém này. Đấy, đang quay. Đấy, thì tất cả các chức năng em test đều ok nhé. Bác nào có nhu cầu liên hệ đến em 0966723489 xem hàng và test hàng tại thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Mỗi lần nhìn xuân về thương nhớ.